Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một số dê giả hạt. Thì các dê này do bà con đi bóc rừng ở khu vực rừng Gia Ly, Kon Tum về nhé mọi người. Thì hàng hôm nay đa số là các loại dê xanh không à. Đó, hôm nay bà con không biết đi trúng cái vùng mà cái cây nó toàn xanh 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 không mọi người. Thì các bác anh chị chúng ta có nhu cầu mua giả hạt Gia Ly về để săn mặt hoa đẹp thì cứ theo dõi clip để đặt mua nhé. Và mọi người mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề thôi. Thì đợt này thì đang bước vào cái giai đoạn cao điểm nắng nóng ở Tây Nguyên, thì để hái được cái lô giả hạt này thì không phải là cái điều đơn giản đâu nhé mọi người. Cái lần này ấy, thì bà con đi vào rừng phải tầm cả tuần luôn mới về. Và mọi người biết đó, cái Gia Ly là cái khu vực là nắng nóng bậc nhất hiện nay ở Kon Tum luôn. Và hầu như là để đi được vào khu vực rừng Gia Ly này thì bà con phải mang theo rất là nhiều nước mọi người. Bởi vì những cái ao hồ suối nhỏ trên Gia Ly thì hiện nay nó bước vào giai đoạn mùa khô, nó rất là nóng luôn và hầu như là không còn nước. Đó, bởi vậy thì bà con phải bắt buộc là phải chuẩn bị thật là nhiều nước để khi mà đi vào cái khu vực rừng này. Và nói chung là cái khí hậu khắc nghiệt vậy thì kiếm được những cái dê giả hạt đây nó rất đáng quý mọi người. Không phải là dễ dàng như là mọi người nghĩ đâu. Đây là công sức của đoàn mấy chục người đi luôn. Và chính cũng nhờ cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt đó, nên là cái khu vực rừng Gia Ly này thì nó cũng thường hay cho ra những mặt hoa rất đặc biệt nhé mọi người. Đó, thì mọi người muốn sưu tầm những mặt hoa đẹp để làm giống thì có thể là mua những cái dê rừng này về. Và toàn là hàng mới bóc rừng về luôn, nên là đảm bảo cho mọi người là mặt hoa là sổ ra sao thì là của riêng mọi người luôn nha. Mỗi một dê ra trong giả hạt trong đây thì nó sẽ cho ra một cái mặt hoa khác nhau. Đó, thì các bác anh chị chúng ta muốn sưu tầm nhiều mặt hoa thì có thể mua nhiều dê. Thì hôm nay thì em có các loại, thứ nhất là loại giá 200.000 nha mọi người, từ dê số 1 cho dê tới số 14. Rồi thứ hai là đẹp hơn tí nữa là loại 250, thì có từ 15 cho tới số 22. Loại lớn hơn tí nữa thì là loại 300.000 một dê, thì có từ 23 cho tới 31. Rồi đặc biệt hôm nay có cái loại từ 400.000 lên, là đều là những cái dê lớn và rất là khỏe đẹp nhé mọi người. Thì có từ dê số 32, 33, 34, 35 cho tới dê số 40 là giá 400.000 dê nhé mọi người. Đều là những dê khỏe đẹp luôn. Và những dê đặc biệt đẹp đây thì ví dụ như là dê 500.000 thì có 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 đó. Và đặc biệt nhất là những cái dê 600.000 thì có dê 48, 49, 50, 51, 52 đó. Đều là những dê rất đẹp, thì em sẽ quay cụ thể sau. Dê 53 là dê rất là lớn luôn nhé mọi người, mà gốc đồ đã lên rất là dài rồi, giá 600. Dê 54 là một cái dê mặt hoa hồng xước nhé mọi người, tí em sẽ quay cụ thể sau, giá là 700.000. Và đặc biệt là có dê VIP số 55, đây là cái dê mắc tiền nhất ngày hôm nay, thì giá là 1.000.000. Đây là một cái dê lá nhăn và lá nó cũng hơi kiểu sọc mọi người. Đó, thì tí nữa em sẽ quay cụ thể cho mọi người xem nha. Đó, rồi đầu tiên em sẽ quay, và lúc quay em để cây thước 50cm bên cạnh cho mọi người xem kích thước dê làng mình mua luôn nha. Rồi, về số 1 nè, hôm nay là hàng Gia Ly hết nhé mọi người. Đó, về số 1 đây thì có giá là 200.000, đồ lớn mầm gốc đây. Gốc đã lên khỏe mạnh rồi nha. Rồi, về số 1 là 200. Tiếp theo là sang về số 2, về số 2 mầm gốc cũng đã lên khỏe mạnh rồi đây. Lá cũng khá là tròn to. Rồi, về số 2 giá 200 luôn. Tiếp theo là sang về số 3. Về số 3 này, mầm gốc đã lên khỏe mạnh. Đó, 89cm. Rồi giờ này thì giá cũng 200 luôn nha. Theo là sang về số 4. Về số 4 đây, mầm gốc cũng đã lên khỏe đây. Đó, nguyên mạng bốc rừng mới về nè. Đó, về số 4 này giá 200.000 nha mọi người. Đó, rồi. Tiếp theo là sang về số 5. Về số 5 đây, nguyên một cái mạng của nó đây. Mầm gốc đã lên khỏe mạnh rồi. Đó. Thân tơ cũ rất là dài nha mọi người. Rồi về số 5 giá 200.000. Mầm gốc đây. Ở mùa này thì mọi người chủ yếu là quan tâm nhất là cái mầm gốc thôi. Mầm gốc nó lên khỏe mạnh thì cái dê về chúng ta trồng nó mới khỏe đó. Rồi tiếp theo là dê số 6 nha mọi người. Đây, đồ lớn của mầm gốc đây. Rồi, dê số 6 giá 200 nha mọi người. Em quay bằng iPhone nên là cái màu sắc cũng như là cái chất lượng clip nó rất chân thật nha mọi người. Dê số 7 giá 200 đây. Rồi. Tiếp theo là sang dê số 8, dê số 8 cũng 200 luôn. Đó. Đây, thân già rất nhiều nha, mầm gốc đồ đây. Rồi, dê số 8 giá 200. Theo là dê số 9 đây là dê nguyên bản nha mọi người, bám vào khúc cây nguyên bản nhỏ nè. Mầm gốc cũng đã lên lớn rồi.
Rồi đây. Rồi về số 9 giá 200. Tiếp theo là sang về số 10. Về số 10 này giá cũng 200 luôn. Đó, lá xếp búp đều đẹp nè. Rồi. Rồi số 10. Tiếp theo là sang về số 11. Về số 11 đây thì đồ lớn đây. Đó, rồi mầm gốc đồ đây. Khỏe mạnh, cứng cáp hết nha mọi người, không vấn đề gì đâu. Đó. Nếu mà có vấn đề gì thì em sẽ báo cho mọi người biết liền nè. Còn lại hàng khỏe đẹp thì cứ báo là khỏe đẹp thôi. Rồi tiếp theo là về số 12. Mầm gốc cũng đã lên rất là bự rồi. Đây mầm gốc đồ này. Rồi về số 12 giá 200 luôn. Tiếp theo là sang về số 13. Về số 13 giá cũng 200 luôn nhé mọi người. Đây. Rồi. Rồi về số 13 giá 200. Tiếp theo là sang về số 14. 14 đây, đang về lá khá là tròn to, tím rìm luôn. Đó, mà nhỏ thôi mọi người, nó thuộc dạng kín thôi nha. Đó, nguyên bản quá này. Rồi về số 14 này giá 200.000 nha mọi người. Tiếp theo là em sang loại 250 về thì nó đẹp lớn hơn tí. Thì đầu tiên là có về số 15. Đây. Lá khá là tròn nè mọi người. Đó, nguyên bản luôn nha, bám trắng với khúc cây nè. Này về chơi làm quà biếu ok. Số 16. Sau giá 250 luôn. Rồi. Rồi, giờ này giá là 250 nha mọi người, 16. Đó, lá xếp nhựa cứng rất đẹp nha. Tiếp theo là sang về số 17. 17 đây. Đó, giờ này khá là xanh luôn mọi người. Chỉ có ít tím thôi nha. Rồi về số 17 giá 250. Theo là sang về số 18. 8 đồ lớn đây. Đó, mầm gốc này lên khỏe mạnh đẹp đẽ rồi. Đó, mầm gốc rất là khỏe nha. 18 giá 250. Theo là sang về số 19. 19 cũng vậy, cũng là một về cực kỳ đẹp luôn. Đồ lớn này. Rồi lá này. Thân lá mơn mởn hết. Về số 19 giá 250 luôn. Theo là sang về số 20. 20 đây nhé mọi người. Đây, mầm gốc đã lên khỏe mạnh đây. Rồi. Thân tơ mùa trước nè, rất là dài luôn nha. Rồi về số 20 giá 250. Theo là sang về số 21. 21 đây. Đó, đồ lớn của dê đây nhé. Lá nè mọi người. Đó. Bóng đẹp, cứng cáp, khỏe mạnh nha. Mầm gốc đồ đây. Rồi về 21 giá 250 luôn nha. Đồ lớn đây mọi người. Rồi tiếp theo là sang về 22. 22 đây, mầm gốc thì đã lên quá khỏe luôn rồi, quá lớn. Đây. Rồi về số 22 giá 250 nha mọi người. Tiếp theo là em sang loại 300.000 về. Thì về số 23. Đây 23 đây, đồ lớn của mầm gốc đây. Đó, mầm gốc đang lên lá xếp búp tròn nè, đẹp. Rồi giờ này không có gì để chê cả. 23 giá 300. Tiếp theo là sang về số 24. 24 đây. À, mầm gốc lên lá nè, lá bóng luôn nè. Quá đẹp. Đây, đồ lớn của dê nha. À, em đặt cây cành cây thước mọi người hình dung cái thước thôi. Rồi. Giờ này thì quá đẹp luôn, xanh 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 nè. 24 giá 300. 25. À, cũng là dê thân khá là xanh nha. Mầm gốc nè. Rồi độ lớn của dê đây. Rồi. Rồi về số 25 giá 300. Theo là sang về số 26. 26 đây. Đó. Về đây mầm gốc đang lên khỏe mạnh nè. Lá mọi người thấy không? Lá bóng luôn nè. Là cứng cáp khỏe mạnh luôn. Giờ đây kiếm khúc gỗ lũa đẹp đẹp chúng ta ghép vào. Đây độ lớn của dê đây. Giờ này thì thân tơ cũ nó rất là dài luôn nha. Nó sẽ là cái lực đẩy cho cái mầm gốc mới lên khỏe nha, lên nhanh. Giờ 26 giá 300 luôn. Tiếp theo là sang về số 27. 27 đây, đồ lớn của mầm đây. Đó. Rồi, đây, nguyên mảng bốc rừng nha. Lá đây, mầm gốc quá đẹp luôn nha. Rồi, về số 27 giá 300.000 nha mọi người. Tiếp theo là em sang về số 28.
28 này. Đó, nguyên bản nha, giá 300 luôn. Nguyên bản bán khúc cây, giờ này làm quà biếu thì cũng ok luôn. Rồi, đồ lớn về. Rồi, về số 28 giá 300. Tiếp theo là em sang về số 29. 29 đây, giá cũng 300 luôn nhé mọi người. Đó, mầm gốc lên khỏe mạnh đẹp. Rồi về 29 này giá 300.000. Tiếp theo là em sang về số 30. 30 là một cái con kiến lá khá là tròn to, nhìn giống lá mít nữa. À, tím riệm luôn mọi người. Rồi đây nguyên bản nha, nguyên bản luôn. Về số 30 này giá 300.000. Kiến này thì nhỏ thôi. À, thì nhìn lá, thân lá rất đẹp. Rồi tiếp theo là sang cái hình số 31. 31 này thì có hai cái con kiến nguyên bản bám trên khúc cây nhé mọi người. Về mọi người đặt vào nhẹ là chậu xong. Đây tím riệm luôn nè, sân hồng trong bệnh nha, tím bay thì chuyên sân hồng sân bệnh, đây cũng tím luôn. Đó, rồi hai con này độ lớn này. Rồi về 31 giá 300. Tiếp theo là em sang cái loại 400.000 về. Đây là những cái dê rất đẹp nhé mọi người, các bác anh chị muốn mua dê khỏe to thì có thể mua cái loại 400.000 trở lên này nhé. Rồi đầu tiên là về số 32, đây mầm gốc đây. Đó, gốc lên tới 20 mấy cm luôn rồi. Lá nè mọi người, xanh mơn mởn như là rau muống luôn. Rồi giờ 32 này giá 400 nha. Theo là sang giờ số 33. À, 33 đây, giờ đây mầm gốc đã lên khỏe đẹp rồi. Đó, đồ lớn cũng về đây. Rồi, đây mọi người nha, lá xếp búp nhau lên nè. Đó, quá đẹp luôn. Giờ số 33 này giá 400. Mùa này thì đa số cái cây nó đã ra hoa trong rừng hết rồi nhé mọi người. Về mọi người chăm năm sau ta chơi hoa. À, chăm giả hạt thì rất là dễ luôn. À, nói chung là các bác anh chị về chăm giả hạt ok là chúng ta có thể chăm được phần lớn các loại lan khác rồi. Đặc biệt cái loại này nó cũng dễ nhân giống nữa. À, thích hợp với các bác anh chị nào mới tập chơi lan, đang tìm hiểu lan rừng thì cứ mua giả hạt mà trồng thôi. Giờ số 34 giá là 400 nhé mọi người. Đây, giờ đây mầm gốc rất xanh luôn mọi người. Đây nè. Chỉ có ít chấm tím thôi, còn lại xanh lè lép nè. À, các bác anh chị nào thích mua thì chốt về đây nha. Hai mầm gốc luôn mọi người, mầm gốc đây bị con gì cắn à. Còn cái mầm gốc nguyên vẹn đang lên nè, rất là xanh nha. Rồi về số 34 giá 400. Theo là sang về số 35. 35 đây, lá xếp lên quá là đẹp luôn mọi người. Hình mùa giáo nè, xếp búp nhau. Rồi độ lớn của mầm gốc đây. À, cũng lên khá lớn rồi. À, mới lên mà đã nhìn thấy được cái nét đẹp của cái mầm gốc đây thì tương lai là về thân lá rất đẹp nha. 35 này giá 400. Theo là sang về số 36. 36 đây, mầm gốc đây. Đồ lớn mầm gốc cũng khá là lớn. Đây. À, mầm lên quá đều đẹp luôn, không có gì để chê cả. Rồi, thân già thân đồ nè. Tờ cũ đã hoa hết rồi nha. Về số 36 giá 400. Theo là sang về số 35. 35 đây, độ lớn của mầm gốc đây. Cũng có 10 mấy cm rồi. Đây, lá mọi người nhìn nè. Lá xếp búp đều nhau rất là đẹp nha. Đây, nguyên về nữa đây. Thân tơ cũ thì chưa thấy ra hoa, vẻ đang trốn hoa phải. Về số 37 giá 400 nha. Đây, giờ này không có gì chê cả mọi người, dòng lá nhựa cứng. Theo là em sang về số 38 nha. Đây, 38 thì mầm gốc đang lên khỏe mạnh, lá tròn to nè. Rất là đều nhau. Mầm gốc cũng lớn rồi mọi người, 10 mấy cm rồi, 14 15 cm rồi. Đây, nguyên một cái dê nữa đây. À, về về làm giống rất khỏe, đặc biệt là dê xanh nè mọi người. Xanh rất là nhiều nha, xanh lè lét nè. Rồi về 38 cho 400. Những dê xanh thì rất là tương lai nha mọi người. Chuyên săn hồng, săn xước hoặc là ám khói năm cánh trắng. Về 39 giá 400. Đây. Rồi lớn mầm gốc đây. Đó. Rồi, cũng xanh mơn mởn nè. Mầm gốc lên khỏe mạnh rồi nha. Thân tơ cũ nè, chưa ra hoa, sắp tới sẽ có hoa chơi nha. Rồi, về số 39 giá 400 nhé mọi người. Đó, giờ này về chơi hoa. 40, sang về 40 thì đang có ba cái nụ mọi người. Ba nụ xanh xanh nè. Không biết ra được cái hoa gì đặc biệt không. Đó, ba nụ xanh nè. Mầm gốc đây. Gốc đang lên khỏe mạnh đây.
Độ dài của mâm gốc thì 22-23 cm rồi. Lá cũng tròn to đẹp nè. Rồi về số 40 giá 400 ngàn nha. Theo là em sang về số 41. 41 trở đi thì giá 500 ngàn nha mọi người. Đó. Rồi nó đẹp hơn tí, to hơn tí. Đây về 41, mầm gốc cũng lên được mười mấy cm rồi. Và đây mầm gốc rất là xanh mọi người. Chăm tím rất ít nha. Về mọi người sang ám khói, năm cánh trắng rồi gì đó. Rồi về số 41 giá 500 nha mọi người. Thân già rất là nhiều. Tiếp theo là sang về số 42. 42 đây, có cái quả luôn mọi người. Đây, đó, về cho các bác chị thích mua về thổi hạt mua nha. Đây, mầm gốc đây. Mầm gốc rất dài mọi người, 29-30 cm luôn rồi. Đó, đây. Thân xanh nè. Đây. Xanh rì như là rau muống luôn. Rồi về 42 này giá 500 nha mọi người, rất nhiều thân già đây, khỏe. Tiếp theo là em sang về số 43. 43 giá 500 luôn. Độ lớn của mâm gốc đây, mâm gốc cũng lên được 17-18 cm rồi. Đây, để ở đây nhìn tí cho nó rõ. Đây, thân nè mọi người thấy không? Xanh đã không? Rồi. Mọi người mua về sang mặt hoa đặc biệt nha. Đây, lá xếp búp đều nhau, bóng nhoáng luôn. Rồi, về số 43 giá 500. Ngày này thì đã hoa em rừng rồi. Theo là sang về số 44, 44 giá 500 nha mọi người. Đây. Mầm gốc đang lên rất là lực luôn mọi người. Dài tới hai mấy cm, 27-28 cm. Quá trình vận chuyển nó bị rụng mất vài lá, do quá trình vận chuyển thôi. Còn lại lá mọi người nhìn lá xếp đều nhau. Cây cứng cáp khỏe mạnh nè. Thân tơ mùa trước phải năm mấy cm luôn. Mọi người xem nè, đây là cái dề rất là sai hoa nha. Hoa nó mọc chi chít lẫn nhau luôn nè. Đó, còn những cái cuốn khô nè. Đó, từ đây hình dung ra một cái dề sai hoa. Nếu được hoa đẹp nữa thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, dề số 44 giá 500 ngàn nha mọi người. Dề này em đánh giá rất là khỏe nè. Tiếp theo là sang dề số 45. 45 đây. Độ dài của mâm gốc thì nó rơi vào tầm cỡ 27-28 cm. Bóp đây đang lên nè, khỏe mạnh, lá xếp búp cũng khá là xanh nữa. Rồi thân tơ cũ thì cực kỳ dài luôn, cơ cũ 50 cm mà có vẻ trốn hoa mọi người. Đó, chưa thấy ra hoa. Hở cổ lá nữa nè, dòng hở cổ lá này nhiều các bác chị chúng ta săn lắm. Rồi về số 45 giá 500. Tiếp theo là sang về số 46. 46 đây, giờ này thì lá xếp búp đều nhau rồi, quá đẹp luôn. Một cái dề thân lá, thân cũng xanh nè mọi người, tím rất là ít nha. Rồi 46 giá 500 nha mọi người. Độ lớn của mâm gốc đây, gốc cũng lên được 16-17 cm rồi đó. Rồi, giờ này quá đẹp. Tiếp theo là sang dề 47. 47 giá 500 nha. Rồi, độ lớn của mâm gốc đây, gốc cũng đã lớn rồi. Và dề đây mọi người xem, rất là xanh luôn nè. Tím rất là ít nha, lại xanh nhiều. Về các bác anh chị săn mặt hoa đặc biệt nha, am khói hoặc năm cánh trắng. Rồi thân tơ cũ này rất là dài mọi người, đã hoa rồi nha, 50-mấy cm luôn. Về số 47 giá 500 ngàn. Tiếp theo là em sang loại 600 ngàn dê nha mọi người. 600 ngàn dê thì là những cái dê thuộc dạng đẹp nhất ngày hôm nay rồi. Thì có về số 48, mầm gốc, độ dài mầm gốc cỡ 13-14 cm. Và đây mọi người xem, mầm gốc lên rất đẹp nè, có cả những cái cây dương sĩ, dương đô trong rừng nó mọc chung luôn. Nguyên cái mảng bà con ta bóc ra từng cái cây lớn nè. Đây, đó, nhìn thân lá đã không? Hoa thì đã hoa rồi, hoa em rừng rồi. Giờ này về mọi người kiếm cái chậu đẹp đẹp chúng ta trồng vào, không có gì để chê cả. Lá nè, xếp nhau đều đẹp. Rồi quá tuyệt vời luôn. Về số 48 giá 600. Tiếp theo là em sang về 49. 49 đây là về rất là lớn nha mọi người. Đây để em đứng lên cho mọi người xem. Đó. Thân vàng đồ một đống luôn và dài nữa.
đặc biệt là mầm gốc này mọi người. Giờ này nó có tới hai mầm gốc luôn nha, một mầm gốc đây, một mầm gốc đây. Mầm gốc đây thì bị con sâu hay gì nó gặm ngay trên khúc đây nè. Về mọi người trồng ít bữa nữa nó lại tiếp tục mọc ra thêm một cái mầm mới phía dưới đây nha. Bởi vì cái cơ chế của cái cây lan á, ví dụ nó đang đi ngọn mà nó bị gãy hay có vấn đề gì với cái mầm gốc đó thì nó tự động mọc lên mầm khác nha. À, rồi thì hiện tại thì ít nhất đang có một cái dề mầm gốc đây rồi, xanh nữa mọi người xem, xanh lên lép nè. Rồi thân già, thân tơ cũ năm ngoái nè, dài dã man không, dài mạnh mảnh mà rất là sai hoa, nhìn mấy cái cuốn hoa cũ của nó nè, chi chít nhau luôn. À, rồi độ lớn. À, thân già rất nhiều nha, thân già. Rồi về 49 giá 600 nhé mọi người, 649. Rồi tiếp theo là em sang về số 50. Về số 50 đây là một cái về nguyên bản, có tới 3 mầm gốc luôn mọi người. Có một mầm đẹp nè, hai mầm đẹp nè. Và có một cái mầm đây rất là lớn, tuy nhiên đáng tiếc nó là bị gập mất mọi người. À, do bà con vận chuyển sao nó bị gập mất. À, thì về các bác anh chị chúng ta có thể giữ nguyên vậy, cố định vào trong cái thân già để chúng ta trồng thì nó vẫn phát triển nha. Hoặc mọi người thích mọi cắt cắt ngang đây bô keo liền xẹo á, xong rồi ít bữa nữa là ngay cái gốc đây nè nó sẽ mọc lên mầm mới thôi. Các bác anh chị nó mà chăm lan lâu năm chắc chắn biết điều đó luôn. Rồi thì nó gặp cái mầm đây nó hơi mất thẩm mỹ tí mà chả ảnh hưởng gì về. À, thì nó cũng khiến cho do dề này nó giảm giá đi tí, mọi người dễ mua. Rồi về số 50 này giá 600.000 nhé mọi người, được một mầm gốc, hai mầm gốc, ba mầm gốc luôn. Còn cái dề đây thì bị gập rồi nha. Rồi nguyên bản luôn nha. Giờ số 500, số 50 giá 600. Đây, đồ lớn của các mầm gốc này. À, rồi, về rất là đẹp. Tiếp theo là em sang về số 51. 51 cũng là cái dề nguyên bản luôn mọi người. Tuy nhiên là nó bám vào khúc cây khô nên nó chỉ bám lỏng lẻo phía bên đây thôi. Về mọi người thích có thể rút cái dây rút lên cho nó bám chắc chắn, hoặc chúng ta gỡ ra chúng ta trồng vào cái chậu mới cũng được. Đó, thì lúc mua mọi người thể tùy ý, mọi người thể yêu cầu em bóc ra cũng được, bóc ra gửi đi cho mọi người. Rồi đây thân lên mọi người, thân xanh nè, đẹp không? Đó, xanh mơn mởn luôn. Thân già rất là nhiều nha, giờ đây là giờ rất là lâu năm trong rừng, mọi người thể xem cả những thân già khô của nó nè, cứ một thân tương đương với 5 tuổi nè. Đó, nhiều rất là lâu năm rừng nữa, cũng thuộc dạng là thành tinh nữa. Rồi về 51 giá 600 nhé mọi người, rất là xanh. Về các bác anh chị chúng ta săn mấy hoa đặc biệt cũng được, thân vàng đồ xanh lè nè, cổ lá nè. Rồi tiếp theo là sang về số 52. 52 là một cái dây nguyên bản luôn nhé mọi người. Đây mọi người thể xem là thân lá mầm nè, xanh lè lét và bám chắc chắn vào khúc gỗ nữa. Rồi thân già rồi nè. Giờ đây thì nó có tới hai mầm gốc luôn mọi người. Một mầm gốc đây bị con gì nó gặm ngay đây nè, ít bữa nữa nó sẽ lên một cái mầm ngay đây nữa nha. Đó, thì hiện tại đã có một cái mầm gốc lớn rồi, ít bữa nữa nó lại thêm cái mầm nữa thì rất là đẹp nha. Rồi hôm nay mua về biếu xếp cũng rất là ok luôn. Độ lớn của mầm này cũng lên được mười mấy cm rồi. Thân tơ cũ năm ngoái nó đây mọi người. Đó, thấy có vẻ là trốn hoa nha, trốn hoa hoặc là chưa có hoa đây. À, rồi 52 giá 600 nhé mọi người, rất đẹp nè. 52 tiếp theo là em sang về 53. 53 là một cái dề rất là lớn luôn. Đây để em bỏ xuống đây cho mọi người xem cái độ lớn của dề nè. Đó, các bác anh chị nào thích mua về ươm kỳ kích kỳ gì cũng được, bởi vì nó có rất nhiều thân già luôn nha. Đó, thân tơ cũ nó nè mọi người. Đó, đã ra hoa nha, đã ra hoa em rừng rồi mà rất là dài, dài phải hơn 1 mét lắm mọi người. Đó, nguyên dề dài vậy thì nó chứa rất nhiều dinh dưỡng và giúp cho cái cây nó khỏe, nó phát triển mầm gốc rất nhanh. Đó, mọi người có thể thấy là những cái cây kia mầm gốc mới phát triển sơ sơ thôi, mà giờ này mầm gốc là nó dài tới 50 mấy cm rồi nè. Đó, 50 mấy 60 cm rồi. Rồi mầm gốc đây lá lên nè. Đó, rồi dòng lá tre nhé mọi người, dòng lá tre rất đẹp này, xanh nè, thân xanh mơn mởn.
Đó, rất là xanh luôn nha. Rồi rồi các bác anh chị muốn mua cái dừa này thì đặt mua nha, số 53. À, 53. Rồi dừa 53 này giá 600 nha mọi người, dừa rất lớn luôn. Rồi, em để tạm bên đây. Tiếp theo là sang dừa số 54, 54 đây. Đó, dừa này thì đang có một bông hoa luôn, để cho mọi người bế mặt hoa luôn nha. 54 giá 700, mầm gốc đây mọi người. Mầm gốc đang lên khỏe mạnh rồi đây. Đó. Rồi nha. Rồi thân tơ đây. Tơ cũ vừa rồi nó ra được khá nhiều hoa nhưng mà còn giữ lại được một mầm. Mọi người thấy đây là một dừa rất sai hoa nè. Đó, đây. Hoa một chi chít luôn nè, thấy không? Tưởng tượng tới cái mùa hoa của nó về mọi người, trăm năm sau á, nó cho một cái cây hoa về. Tới mùa đặc biệt là hoa cũng rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy là đây là một cái dừa hồng xước nè. Đó, mắt xước và hồng nè. À, lưỡi cũng thuộc dạng lưỡi lưỡi đỏ rồi mọi người. Đây em để ra nắng tí phát là mọi người nhìn cái mặt hoa nó đẹp lên liền nè, đẹp không? Cánh thì cũng đã nở lâu ngày rồi nên là nhìn nó chưa được bay như là lúc mới nở, nhưng mà vẫn còn cái độ cong của cánh này. Rồi giờ này thì giá là 54, giá 700.000 nha mọi người. Đây, mầm gốc đồ lên khỏe hết rồi. Dừa này dài cũng năm mấy 60 cm đó. Rồi 54 giá 700. Cuối cùng cái dừa VIP nhất ngày hôm nay thì em xin giới thiệu mọi người là cái dừa VIP số 55 nhé. 55 đây, mọi người thử xem. Đây là một cái dừa lá nhăn nè mọi người, thấy không? Lá nhăn nhăn, đặc biệt ở trên lá là có rất nhiều sọc nha. Cái sọc nó chạy nhỏ nhỏ mảnh mảnh chứ nó không to như một số cái sọc khác, nhưng mà hy vọng về trăm năm sau mọi người chúng ta về chăm thêm thì có thể khả năng thì nó sọc nó sẽ đậm hơn. À, mọi người thể nhìn thêm một số cái sọc nhỏ nhỏ xịt 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 ra nè. Cuối cùng đó đây là một cái dừa lá nhăn nha, nhăn rất đẹp luôn. À, rồi độ lớn của mâm đây, nguyên mạng bốc rừng nè mọi người thấy không, còn dính những cái rong rêu, cái lớp vỏ cây rừng nè. Rồi và cái thân tơ cũ thì nó đây, nó bị gãy gì trong sẵn trong rừng rồi. À, nhưng mà được cái là nó đã lên một số cái mâm mọi người, số cái mâm xanh xanh nè mọi người thấy không. Đó, đây một số cái mắt xanh xanh nè. Đó đây, đó thấy không. À, lên biết mọi người biết cái đây là gì không, đây là cái kỳ nó lên á. Về mọi người chăm thời gian là có kỳ nhân giống luôn đó, không phải đợi lâu. Chính vì nhờ nó bị gãy gập đây thì nó mới ra kỳ mọi người, chứ không bình thường thì nó lâu chầm ra kỳ lắm. Rồi cái dê số 55 này giá 1.000.000 nha mọi người. Các bác anh chị muốn sưu tầm cái dòng lá nhăn và đặc biệt là có những cái đường sọc nhỏ 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 mọi người, sọc nhỏ nhỏ mà mờ á, thì hy vọng năm sau về trồng thì nó sẽ sọc đậm hơn. À, kiểu như dạng đột biến nè, lá nhăn cũng là dạng đột biến nhẹ nha, cùng với đó lá sọc nữa. Giờ này khá đặc biệt đây, thì giờ này giá là 1.000.000. Bác anh chị nào muốn mua hàng độc lại thì có thể mua giờ này. Đó, mọi người thấy cái mầm nó lên nè. À, lá nhăn nhăn mầm lên xếp búp đều nhau rất đẹp nha. Rồi giờ 55 giá 1.000.000. Rồi và cuối cùng thì em giới thiệu ba cái combo kiến cho các bác anh chị chúng ta thích trang kiến thì chúng ta mua. Thì kiến về chăm giống như là chăm em bé lên vậy thôi, thì mọi người thể theo dõi được cái hành trình từ lúc nhỏ tới lúc lớn của một cái cây dạ hạt đó. Nó không giống như trồng những cái dừa lớn kia thì nó ra hoa sớm. Ở đây thì mọi người chăm từng tí lên thì nó rất là vui luôn mọi người đó. Rồi về đầu tiên là cái combo số 55 với 56, mỗi combo là 5 con, giá là 500.000 đó mọi người, tương đương 100.000 con. Rồi cái cách trồng kiến thì trước tiên là em giới thiệu mọi người cách trồng kiến đơn giản thôi. Mọi người trồng cái chậu dưới chúng ta đặt miếng xốp này, xong ta cắm mấy cây đũa lên hoặc là mấy cái que cây, mấy cái cây nhựa vào đó, xong rồi mọi người có thể cố định cái thân già vào trong cái mấy cái cây này làm giá neo là chúng ta trồng được kiến, đơn giản thôi nha. Đó, rất là dễ dàng. Trồng vào chậu thì nó sẽ cung cấp cho cây cái chất dinh dưỡng cũng như là giúp cây giữ được độ ẩm, nó phát triển nó tốt hơn là mọi người ghép vào gỗ lũa nha. À, đây như đây mấy kiến nhỏ năm ngoái giờ em trồng lớn ầm ầm hết, lớn nhanh lắm. Cái đó là cách trồng kiến, còn trồng mấy cái chậu lớn thì cũng tương đương vậy mọi người. Tôi trồng cắm mấy que đũa vào chúng ta trồng rất là dễ luôn, rất tiện. Rồi đầu tiên là combo kiến số 56 giá 500.000 nha mọi người, một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con,
5 con. Sáu con. Ồ, sáu con luôn người ta. Sáu con 500 nha. 2 3 4 5 6. Đúng rồi, sáu con giá 500. Tiếp theo là 57, à, 6 con luôn nha. 1 6 2 3 4 5 6. Rồi, 6 con giá 500 nha mọi người. 6 con nha, 6 con luôn chứ không phải 5 con. Tiếp theo là sang combo kín 58, thì đây là 4 con kín lớn nha mọi người, giá 550. Tương đương có gần 150 con thôi. Đó, về mọi người trồng lại 4 chậu. Trồng tốt, chăm tốt năm sau là chơi hoa được luôn á. Đây, đây là những kín lớn rồi. 3. Đó. 4. Đây. Rồi, 4 kiến, 4 kiến giá 550 nha mọi người, kiến lớn. Rồi, em đã quay xong lô giải hạn ngày hôm nay, thì các bác anh chị có nhu cầu mua về nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. À, được kiểm tra hàng thoải mái, còn mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nha. Đó đối với khách mua lần đầu. Còn khách quen cứ gọi điện nhắn tin bao chốt em gửi đi như một khi thôi mọi người. À, hình thức gửi thì em gửi qua các đơn vị vận chuyển như là Bưu điện hoặc Viettel thôi, thì sẽ có bưu tá ra tận nhà cho mọi người. Mọi người thanh toán tiền lan cộng tiền ship lúc nhận hàng là được nha. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Serai Bắc Tây Nguyên ạ.